Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khương Nguyễn TV. Hôm nay tôi sẽ giúp các bạn thực hiện căn chỉnh định dạng trong Word 2010. Đầu tiên chúng ta cũng khởi động Word 2010. Để căn chỉnh định dạng trong Word 2010 thì trước tiên hôm nay chúng tôi sẽ nói đến với các bạn về các cái thanh công cụ như in đậm, in nghiêng và gạch chân. Đấy, các ký tự gạch dưới, gạch trên và tăng kích thước của cỡ chữ và giảm kích thước cỡ chữ, căn lề trái, lề phải và đường gạch chân trang trí, gạch chân đôi và đánh dấu highlight các đoạn text. Đồng thời là chúng ta căn chỉnh trang của văn bản trước khi in, thay đổi khoảng cách của văn bản. Hôm nay chúng ta sẽ đi những phần như thế. Thì trước tiên là tôi sẽ có một đoạn văn bản và chúng ta cùng thao tác. Đây tôi đã gõ một đoạn văn bản. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn, đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn là về các cái thẻ trong cái định dạng in đậm, in nghiêng và thẻ gạch chân. Đấy, thì đầu tiên là với thẻ in đậm thì giống như chúng ta nhìn trên trang thanh công cụ ở tab home này, tab home thì ta sẽ thấy có phần phông đây. Phông thì sẽ có phím B, phím I, phím U, phím B là in đậm, phím I là in nghiêng và phím U là gạch chân. Đấy, thì ba phím tắt này thì đầu tiên là chúng ta đi phím đậm. Phím đậm thì đầu tiên để mà bôi đậm một đoạn văn bản thì đầu tiên các bạn nhấn chọn đoạn văn bản cần in đậm và chúng ta nhấn trên bàn phím, chúng ta kết hợp phím Ctrl và phím B đồng thời kiếm chung Ctrl thì chúng ta cũng có một đoạn văn bản in đậm. Hoặc cách thứ hai là chúng ta chuột phải vào, chúng ta chọn B bold thì nó cũng ra in đậm. Cách thứ ba là chúng ta nhấn trực tiếp trên thanh công cụ, thì cách này thì thường là ta nhìn thấy đầu tiên và dễ nhất. Nếu mà những ai chuột phải thì cũng biết, nhưng mà thường thường là cách này là sẽ được nhiều người sử dụng hơn.
Và nếu mà ai mà quen dùng phím tắt thì dùng phím Ctrl B là nhanh nhất. Tiếp tục là đến đây tôi sẽ để định dạng của một đoạn đầu tiên là định dạng vuông. Đấy, Ctrl B là phím tắt để bôi đậm văn bản. Tiếp là đến phím in nghiêng. In nghiêng chính là phím Y thì ta cũng bôi chọn đoạn văn bản cần in nghiêng và chúng ta nhấn phím Y trên tổ hợp phông, và cũng có thể là ta cũng có thể là dùng chuột phải chọn Italic. Y chính là Italic, còn U chính là underline và B chính là bold, viết tắt của các từ tiếng Anh. Đấy, hoặc chúng ta dùng Ctrl Y trên bàn phím, Ctrl kết hợp với phím Y trên bàn phím nhấn đồng thời thì chúng ta cũng có thể là căn in nghiêng của văn bản được. Tiếp tục tôi sẽ dùng cái đoạn này để giữ lại in nghiêng. Và phần cuối cùng trong phần nữa trong cái mục này chính là cái underline, phím tắt là Ctrl U là gạch chân dưới. Đầu tiên chúng ta cũng chọn văn bản cần gạch chân và chúng ta nhấn phím U. Đấy, thì chúng ta đã được một đoạn văn bản nó gạch chân. Hoặc là chúng ta nhấn chuột phải vào chọn U đây cũng như ở trên này thôi. Đấy, hoặc là chúng ta nhấn Ctrl U trên bàn phím. Đấy, đấy là ba cách đơn giản định dạng văn bản về in đậm, in nghiêng và gạch chân. Đấy, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu kỹ hơn về phần gạch chân này. Thì phần gạch chân thì chúng ta có thể vào tab home này, vào thẻ phông và nhấn vào cái mũi tên góc này, hoặc chúng ta cũng có thể nhấn Ctrl D để nó ra cái bảng căn chỉnh về cái gạch chân. Chúng ta để ý đến cái dòng underline đây là chính là các kiểu của gạch chân. Ví dụ tôi kích này thì nó sẽ ra gạch chân đôi kiểu này, và kích dòng đậm này thì nó ra gạch chân kiểu đậm này. Và bên này underline color là chính là cái màu của cái gạch chân mà mình chọn. Đấy, ví dụ các bạn có thể chọn gạch chân như này hoặc là chọn gạch chân như này. Chúng ta ấn OK thử nhé. Đấy, khi mà nhấn OK thử thì là nó sẽ ra đoạn gạch chân mà có dấu chấm chấm chấm. Đấy, như chúng ta đã chọn ở trong mình thôi. Đây là những cái preview này là giúp chúng ta xem trước được, để chúng ta có thể biết là mình cái đoạn văn bản của mình nó sẽ hiển thị lại như thế nào. Đấy, tiếp tục là nếu khi mà chúng ta muốn chọn văn bản mà không muốn nó chọn vào cái gạch trắng này ấy, thì chúng ta có thể vẫn vào thẻ phông này. Đấy, và chúng ta chọn là word only. Đấy, word only thì có nghĩa là word only là nó chỉ chọn gạch chân của những cái từ thôi. Đấy, và chúng ta có thể xem. À, đầu tiên chúng ta cần chọn đoạn văn bản đó, chọn đoạn văn bản mà chúng ta vào phông này, vào đây, và chúng ta chọn là word only. Đấy, thì nó chỉ gạch chân những cái chữ thôi và nó sẽ không gạch chân những khoảng trống. Đấy, đấy là tiếp đến là chúng ta sẽ đổi kích cỡ chữ. Đổi cái chữ thì bây giờ chúng ta nhấn cũng chọn đoạn văn bản cần đổi cái cỡ chữ, và chúng ta có thể tăng hoặc giảm cỡ chữ ở trên thanh công cụ này ngay trực tiếp ở đây. Ví dụ cỡ chữ đây, hoặc chúng ta có thể gõ trực tiếp vào đây. Ví dụ đây tôi đổi thành cỡ chữ
18 đi. Đấy thì cả đoạn văn bản chúng ta sẽ là cỡ chữ 18. Hoặc tôi có thể đánh trực tiếp vào đây cỡ chữ 20 chẳng hạn. Đấy, hoặc là cỡ chữ 15. Đấy. Thì đánh như này thì nó tiện hơn. Tiện hơn là chúng ta có thể tăng giảm một cách chủ động hơn. Ví dụ mình thích số bao nhiêu mình đánh số 100 chẳng hạn. Thì chúng ta đánh số 100 vào thì là chúng ta nhìn thấy ngay. Đấy. Còn khi mà chọn đây thì chúng ta vẫn phải rê con chuột lên xuống để đến cỡ 72 là hết rồi. Đấy. Cách thứ ba là ta có thể dùng bàn phím. Bàn phím thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là bạn kết hợp phím Ctrl này, phím Shift và phím dấu lớn hơn thì nó sẽ tăng. Đấy, và ấn dấu nhỏ hơn Ctrl Shift và phím nhỏ hơn thì nó sẽ giảm. Đấy. Và cách thứ hai dùng bàn phím là ta kết hợp phím Ctrl và phím đóng mở ngoặc vuông ấy. Đấy, khi mà chúng ta kích Ctrl và kích và phím đóng ngoặc vuông ấy thì nó sẽ tăng cỡ chữ. Và kích Ctrl và phím mở ngoặc vuông thì nó sẽ giảm cỡ chữ. Đấy là ba cách tăng giảm cỡ chữ mà tôi đã hướng dẫn với các bạn. Thì các bạn nên lưu ý là nếu mà bạn nào chưa quen dùng bàn phím ấy thì ta có thể dùng chuột kích và chuột trái vào phần phông chai này, và chúng ta có thể chọn vào cỡ chữ tùy thích, hoặc chúng ta có thể kích chuột trái vào cái nút mũi tên nút tam giác xuống này để chúng ta chọn cỡ chữ tùy thích. Trước tiên muốn chọn cỡ chữ thì chúng ta cần phải muốn thay đổi cỡ chữ thì chúng ta cần phải chọn đoạn văn bản cần thay đổi cỡ chữ để chúng ta có thể nhấn. Ví dụ đây tôi chỉ để cái dòng đầu tiên thôi. Dòng đầu tiên là tôi để là cỡ chữ là 16 cho các bạn đấy. Để các bạn thấy được sự khác biệt giữa khi chúng ta tăng cỡ chữ và giảm cỡ chữ, và có sự nhìn nhận thì khi mà thấy là in đậm này, in nghiêng và gạch chân. Gạch chân đây là gạch chân tôi đang để là gạch chân là không có khoảng trống. Còn khi ta nhấn Ctrl U thì nó sẽ về gạch chân bình thường. Tiếp tục là tôi sẽ hướng dẫn các bạn đánh dấu highlight cái đoạn văn bản này. Ví dụ tôi muốn đánh dấu cái đoạn này chẳng hạn, thì đánh dấu đoạn nào thì tôi sẽ, cách thứ nhất là tôi sẽ bôi đen cái đoạn cần đánh dấu, và tôi kích vào chữ có cái biểu tượng là cái bút là chữ AB này. Đấy, thường thường ấy thì là sẽ highlight nó sẽ là màu vàng thì thường thường là để thế. Còn ta có thể chọn màu tùy thích, ta kích vào cái tam giác ở bên cạnh ấy để chọn màu. Ví dụ highlight màu xanh này. Nhưng mà thường thường thì là highlight màu vàng. Đấy. Đấy. Đấy là cách thứ nhất. Và cách thứ hai, chúng ta ăn highlight đi. Đấy. Cách thứ hai thì mà nếu mà chúng ta chưa chọn đoạn văn bản ấy mà chúng ta cần chọn từng đoạn một đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cũng kích vào chữ AB này, nhưng mà chưa cần chọn. Và khi chúng ta giơ xuống thì nó sẽ hiển thị cái biểu tượng bút này, và chúng ta kéo cái đoạn văn bản mà chúng ta cần highlight một cách chủ động hơn. Đấy. Thì cách này thì chúng ta không cần phải bôi đen văn bản. Cách này ấy, thì hay được dùng hơn là vì highlight thì ta chỉ highlight các chỗ nào cần chú ý thôi. Thì đấy, thì ta đến đâu ta chọn đấy thì nó tiện hơn. Đấy. Thì muốn làm cách này thì chúng ta có thể kích. Đầu tiên là khi mà chúng ta chưa chọn một cái chế độ highlight này ấy, thì là cái phần chữ AB và cái bút này nó sẽ không đậm lên. Khi mà ta chọn cái chức năng nào ấy, thì nó sẽ đậm lên. Và bây giờ ta kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ tự động cái nút này nó đậm lên và xuống. Khi ta di chuyển chuột xuống thì nó sẽ thành hình cái bút đây, và chúng ta có thể highlight tùy thích từ chỗ nào chúng ta chọn. Đấy. Tiếp tục cái thứ ba là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là căn lề trái phải của sản phẩm. Đấy, căn lề trái phải của sản phẩm thì mặc định ý,
khi mà ta thao tác trên quất ấy, thì nó sẽ để ở chế độ là căn lề trái. Căn lề trái chính là lép, và đây là căn lề trái này. Đấy, nhìn biểu tượng của căn lề trái này là lép này. Đây là căn giữa này, là biểu tượng căn giữa chính là center này. Biểu tượng của căn phải chính là right này, và biểu tượng căn đều hai bên chính là roof file. Đấy, thì chúng ta có thể thao tác trực tiếp trên cái thẻ paragrapher này. Đấy, thì tôi sẽ chọn thử cho các bạn xem, đây là đang là căn trái này, tôi chuyển sang căn giữa này. Đấy, thì khi mà chuyển sang căn giữa thì các đoạn văn bản của mình đều chuyển về giữa hết. Và căn phải, căn lề phải, thì khi mà ta kích vào căn lề phải thì đoạn văn bản của chúng ta cũng đều dịch chuyển về bên phải. Và tôi nhấn căn giữa, căn đều hai bên thì có nghĩa là hai bên trái phải của mình là sẽ các hàng chữ nó sẽ rất là đều nhau. Và thường cái cách này thường trong văn bản của chúng ta thường chọn cách này để cho nhìn nó đẹp hơn cái văn bản khi chúng ta in ra. Đấy. Và các phím tắt tôi có thể hướng dẫn các bạn các phím tắt. Chúng ta nhấn Ctrl này kết hợp với phím L chính là left, L viết tắt của left ấy, thì là chúng ta sẽ về lề trái này. Đấy, và Ctrl phím right này, Ctrl right này thế là về lề phải này, và Ctrl G này, G rút file ấy, là sẽ về hai bên. Và căn giữa thì chúng ta nhấn Ctrl E đấy thì là căn giữa. Thực tế nếu mà các bạn để ý thì chúng ta khi chúng ta di chuột vào các chức năng này ấy, thì nó cũng hiển thị lên Ctrl L này là left này, Ctrl E này thì chúng ta đang chọn này, Ctrl R này là right này, và Ctrl G là roof right đấy, Ctrl E là center đấy. Thì các bạn hoàn toàn, vì là nó nếu mà thường nó lấy chữ đầu, nhưng vì nếu mà Ctrl C bình thường ấy nó lại là copy, nên là người ta sẽ lấy chữ E ở trong chữ center ấy, chữ E. Đấy, này các bạn có thể thấy được tôi đang để chế độ tăng nhấn Ctrl G để nó về căn là hai bên. Tiếp tục tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thay đổi phông chữ. Thì thường phông mặc định ban đầu ấy, ở trong cái thẻ phông này mặc định ban đầu thì là nó sẽ là area body, và ta có thể chọn là theo kiểu chữ khác, ví dụ Times New Roman hoặc là bất kỳ một kiểu chữ nào đấy. Đấy, thế nhưng mà thường ấy thì là mình văn bản mình sẽ chọn là Times New Roman, và các cái văn bản tại Việt Nam ấy chọn Times New Roman. Nếu mà chúng ta chọn sang các cái phông linh tinh này ấy, thì là nó sẽ không đúng cái bảng phông tiếng Việt, thì là nó sẽ bị lỗi. Đấy, tùy các bạn, nhưng mà các bạn thường là sẽ để là phông Times New Roman hoặc phông Arial. Đấy, và có cái phông Việt Nam Times nữa, nhưng mà Việt Nam Times thì sau ví dụ ta để Times New Roman thì máy nào cũng đọc được, nhưng mà khi Việt Nam Times thì đôi khi nếu có máy mà nó không cài cái phông Việt Nam Times thì nó lại bị lỗi. Đấy, thì tốt nhất là chúng ta cứ để là Times New Roman ở trong một văn bản. Tiếp tục là để mà lúc chúng ta nói là tăng cơ chữ giảm cơ chữ thì nó còn một cách nữa, đây là chữ A lớn này và chữ A nhỏ này. Thì A lớn ta kích vào A lớn thì nó sẽ tăng cơ chữ, và khi mà ta kích vào A nhỏ thì nó sẽ giảm cơ chữ cho các bạn. Đấy. Tiếp tục bây giờ là lúc nãy cũng nói luôn là cái khi mà ta có chữ ABC gạch này, gạch ngang này, thì khi ta kích vào đây ấy, thì là nó sẽ gạch ngang chữ luôn cho chúng ta, nghĩa là đây là để đánh dấu đoạn sai hoặc như nào, hoặc lỗi hay như nào đấy, thì ta có thể dùng cái này để gây chú ý với lại người khác, để người ta chú ý vào cái đoạn này hơn. Đấy, hoặc là chúng ta có thể vào thẻ phông này, rồi chúng ta tìm hiểu ở cái khi mà chúng ta tích vào đây, ví dụ ta tích vào sticker town này thì là nó sẽ gạch trên chữ này. Tiếp ta kích vào double thì nó sẽ gạch hai dòng trên chữ, ngang chữ. Và chúng ta chọn small cap thì là nó sẽ là
chữ nhỏ nhưng mà nó lại tăng cái caps lock lên, và all caps cũng thế, chữ nhỏ và khi mà ta chọn hidden ấy thì là cái văn bản chúng ta sẽ nó sẽ biến mất đây các bạn nhìn. Đấy. Đấy. Đấy là việc sử dụng cái thẻ phông này. Thẻ phông, trong cái thẻ phông này thì còn một cái nữa trong cốt 20 tôi cần giới thiệu các bạn, đó là cái màu của chữ. Đấy, màu chữ nãy giờ tôi chưa nói, đây là màu chữ này. Màu chữ đây thì là các bạn có thể chọn kích vào cái chữ A này và chọn màu chữ tùy thích, ví dụ các bạn chọn chữ màu vàng, chữ màu xanh, chữ màu tím, chữ màu đen. Đây là bảng màu của nó, và chúng nếu mà các bạn trong cái các cái màu này mà các bạn thấy không phù hợp với màu nào thì ta có thể chọn vào cái more color này. Đấy, more color này thì các bạn tùy chọn màu tùy thích. Đấy, nó rất có rất là nhiều màu, và chúng ta có thể chọn, đây tôi có để chữ đỏ đấy, hoặc là chữ bất kỳ, nhưng mà tôi thường để chữ đen thì nó thấy nó phù hợp hơn. Khi mà in ra ngoài văn bản ấy thì chữ màu đen ấy thì là máy in nó sẽ nhận được cái mực là in đậm nhất, còn các bạn mà để sang màu khác thì khi mà in ra bên ngoài ấy thì đôi khi là màu nó sẽ bị mờ nhạt hơn. Đấy, tiếp tục là cũng trong thẻ phông thì có cái clear này. Clear này chính là nó sẽ xóa hết các định dạng của chúng ta. Đấy, bây giờ tôi đang thế này, tôi kích thử vào phát là định dạng nó trở về định dạng ban đầu luôn, area body cơ chữ 11. Đấy, còn nếu mà không để định dạng ban đầu thì là của chúng ta như thế này. Đây là cái nút area body, đấy là clear formatting, đó chính là xóa định dạng của văn bản. Tiếp một phần nữa tôi muốn nói tiếp ở trong cái thẻ phông này ấy, thì là sẽ có một cái thẻ là có chữ A lớn và chữ A nhỏ. Thì cái này ấy, thì là khi mà ta tích vào cái stand tiếp này thì là bình thường. Tiếp khi một đoạn văn bản ta muốn một đoạn văn bản nào mà nguyên là chữ thường thôi mà không có chữ hoa nào thì ta tích vào lower, ví dụ tôi chọn đoạn này đi, tôi chọn đoạn này đi. Đấy, tôi chọn là lower case thì nó sẽ về hết chữ thường và không có chữ nào là chữ hoa hết. Hoặc là tôi chọn là upper case thì có nghĩa là tất cả cái đoạn này của mình nó sẽ thành chữ hoa. Đấy, tất cả đoạn này sẽ thành chữ hoa hết. Đấy, tiếp tục tôi chọn capital artwork thì có nghĩa là nó sẽ chọn cái chữ đầu tiên của cái chữ đấy là nó thành chữ hoa. Đấy là capital artwork, là cái chữ đầu tiên là thành chữ hoa. Và tool cây thì thực tế chúng ta cũng nhìn thấy đây, tool cây thì nó sẽ chọn nguyên chữ đầu tiên là không biết hoa, còn đâu các đoạn còn lại là biết hoa. Đấy, nhưng mà thường thường cái này thì ít dùng, chức năng này ít dùng, mà cái chức năng này thì chúng ta có thể là hay dùng hơn này. Đấy, hoặc là chúng ta muốn là biến đổi một đoạn thành chữ thường hoặc chữ hoa thì là hai ba cái chức năng này là chúng ta hay dùng hơn. Và đấy, các bạn có thể lưu ý là cái chức năng này để khỏi lúc nào chúng ta cần viết hoa một đoạn mà ta quên mất thì ta lại quay lại, ta nhấn cáp lúc hoặc là gì ta đánh lại thì nó mất công, thì ta có thể vào cái chức năng này để ta chọn uppercase. Đấy, thì các bạn có thể lưu ý cái uppercase này. Đấy, bây giờ tôi control nhắc lại à, tôi cứ để như này đi, như này cho nhớ là ta đã làm được những bước nào rồi. Tiếp là đến cái một cái nữa trong cái Word 2010 này, nó có cái mới. Có cái mới là ta có thể sử dụng cái text effect này, thì nó có các cái kiểu chữ mà nghệ thuật. Đấy, kiểu chữ nghệ thuật nó khác so với lại Word 2007 là thế. Đấy, khi mà ta chọn được kiểu chữ nghệ thuật rồi thì ta có thể đánh cái kiểu chữ nghệ thuật này. Đây là vì lúc nãy tôi đang ở bên trên này, tôi đang để ở chế độ là U nên bây giờ tôi bỏ cái U đi. Đấy, thì là cái chữ của mình nó sẽ là, đây là kiểu chữ nghệ thuật, và mình đang để phím bold thì nó sẽ là kiểu chữ đậm, người ta để là kiểu. Đấy, đây là kiểu chữ nghệ thuật này. Đấy, bây giờ ta chọn sang kiểu chữ này chẳng hạn, đấy thì nó tự thay đổi.
tự thay đổi, và ta chọn sang kiểu chữ này chẳng hạn thì nó tự thay đổi. Và thường thường đấy là trong cái kiểu chữ này thì nó sẽ mặc định là in đậm đấy. Và màu đây, màu thì ta chọn, nếu mà không những cái màu này ta không ưng thì ta có chọn màu tùy thích, đấy là tùy các bạn đấy. Này đấy, tôi giơ view lên cho các bạn xem đấy. Đấy, màu đen này đấy, thì nó là chính là cái viền ngoài nó thành màu đen đấy. Đấy đấy đấy, các bạn có thể thấy được. Và cái viền ngoài thì ta có thể cho kích thước của nó nhỏ to, nhưng mà để thường thường để mặc định theo của họ là nhìn nó đẹp nhất, vì là họ đã chọn những cái kiểu mà nó đẹp, họ phâu họ sâu ra cho mình rồi đấy. Đấy là muốn các bạn muốn đổi cỡ chữ nghệ thuật nó mà bình thường trong Word bình thường mình không làm được, thì ở cái Word 2010 nó có cái mới ở cái chỗ điểm đấy. Tiếp tục cho cái 2007, tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ vẫn ở trong thẻ phông này, thì còn hai cái subscript này và superscript này. Superscript này thì tôi chưa giới thiệu, bây giờ chúng tôi chưa giới thiệu. Bây giờ mà bạn có một đoạn văn bản ấy, mà bạn ví dụ như là trong công thức hóa học thì thường thường là, hoặc là công thức toán học ấy, thường thường là nó sẽ có chữ lên trên và xuống dưới. Thì bây giờ tôi thử cho các bạn xem. A ví dụ như là công thức toán học A bình cộng B bình bằng C bình, thì nếu mà bình thường ta làm ấy, thì đấy, đây nhá, khi mà ta kích vào đây thì nó mặc định, thì nếu mà không các bạn mà chưa xử lý được thì ta nhấn vào cái nút format clear formatting này thì để cho nó xóa về định dạng ban đầu, và ta chọn kiểu tham lên cho mình cho dễ nhìn. Đấy, cho bold này đấy, thì ta chọn A bình này, shift cộng này, B bình này, bằng này, C bình này. Đấy, nếu bình thường ấy mà ta mà viết bình thường thì nó chỉ là A2 cộng B2 cộng C2 mà nhìn nó không thành một công thức. Thì khi mà bây giờ tôi sẽ biến đổi nó thành công thức, một là bạn sẽ chọn x bình phương này, khi mà chúng ta đã có đoạn văn bản sẵn rồi đấy, thì chúng ta chọn cách này thì nhanh nhất. Hoặc là cái cách thứ hai thì ta phải làm từ ban đầu. Ví dụ A này bình phương thì mình chọn Ctrl Shift cộng này, đấy, 2, xong lại Ctrl Shift cộng nữa để cho nó về bình thường, và ta nhấn cộng này. Đấy, B này, Ctrl Shift cộng này, 2 này, Ctrl Shift cộng để cho về lại trạng thái cũ này, bằng này, C này, Ctrl Shift cộng này, để cho nó lên trạng thái subscript này, superscript này, và Ctrl Shift cộng thì là về trạng thái bình thường. Thì cái cách này thì nó sẽ lâu hơn, cách dùng bàn phím này lâu hơn và thao tác nhiều hơn. Khi mà ta dùng thì ta dùng nên dùng cái cách một đấy. Cách một tôi hướng dẫn là dùng nguyên cái chữ x2 ở trên cái thẻ phông này. Đấy. Tiếp tục là trong công thức hóa học ấy, ví dụ như là có H2 này, SO4 này. Đấy, thì cái này ý, chữ 2 và chữ 4 này thì nó sẽ ở bên dưới, mà bình thường nếu ta viết như này thì nó rất là xấu mà nhìn nó không được cái công thức. Thì chúng ta sẽ nhìn trên cái thẻ phông này thì nó sẽ có cái phím x2 ở bên dưới này, đấy chính là subscript. Đấy, ta chọn vào đây đấy, thì tự khắc số 2 và số 4 của mình nó sẽ chạy xuống bên dưới và nó nhỏ đi đấy. Và cách thứ hai tôi cũng nói ở đây là dùng bàn phím thì mình đánh H này, và chúng ta nhấn Ctrl cộng để nó xuống 2 này, xong lại Ctrl cộng để về bình thường S này, O này, Ctrl cộng
để nó về trạng thái sắp clip và kênh thương cộng để về trạng thái bình thường. Đấy là hai cách tôi hướng dẫn các bạn. Thì vẫn là cái cách đầu như tôi nói là cách mà chọn ở trên cái thẻ phông này, nó có sẵn đây thì là nhanh nhất và dễ nhất. Đấy, đây là tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái phần thẻ phông này một cách chi tiết rồi. Đấy, và tiếp tục là sang cái phần thẻ paragraph này, là thẻ định dạng căn lề các thứ ấy. Thì bên cái căn lề này thì tôi vừa nói về cái thẻ group line và center right và left rồi. Đấy, tiếp tục chúng ta nhìn trên trên thẻ paragraph thì nó còn một cái biểu, còn rất là nhiều biểu tượng, thì chúng ta sẽ đi từ từ. Đây là biểu tượng line paraspacing. Đây đây cái biểu tượng này chính là cái biểu tượng mà giãn dòng. Đấy, giãn dòng của cái văn bản này. Bây giờ chúng ta thử xem. Đấy, đây là hiện tại là đang ở giãn dòng là 1.15 kem chôn 1. Khi mà chúng ta nhấn vào 1.0 nó chính là cái giãn dòng mà nó không bị giãn dòng thêm chút nào. Và viết tắt của nó ta có thể nhấn kem chôn 1. Đấy, kem chôn 1 là về về trạng thái mà không có viết tắt, không có cái định dạng. Thường thường thì nó sẽ để mặc định là 1.15 thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Và cái 1.15 thì như chúng ta vừa mới đang dùng, và 1.5 thì là nó sẽ giãn dòng gấp rưỡi bình thường. Đấy là 1.5, hoặc phím tắt chúng ta có thể nhấn Ctrl 5. Đấy, nó cũng ra 1 gấp rưỡi. Và tiếp tục là phím 2.0. Đấy, 2.0 thì nó sẽ cách dòng 2 lần. Tiếp ở phím 2.5 thì gác dòng 2.5 liền, hai giữa hai dòng khác nhau cách nhau nhé. Đấy, và 3.0 là giữa cách nhau 3 dòng với nhau liền. Đấy là tùy ở các bạn thôi, nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn cách xa hơn nữa thì chúng ta chọn cái line spacing option này. Đấy thì vào trong đây chúng ta có thể chọn được, ví dụ bạn chọn 5 chẳng hạn. Đấy, ok. Đấy thì nó sẽ cách cho các bạn 5 dòng, thì cái này là do ta tùy chỉnh thôi, nó rất là thoải mái. Đấy đấy, hoặc là chúng ta cái đây là thao tác trực tiếp trên cái thẻ paragraph này, hoặc là chúng ta có thể vào đây chúng ta chọn ở cái chỗ line spacing này, và chúng ta chọn ở bên này thì nó cũng ra các cái chức năng như bình thường đấy. Nhưng mà tôi hướng dẫn thì hướng dẫn các bạn ở trên dùng ở luôn ở trên thanh công cụ này thì nó dễ nhìn hơn. Đấy, dễ nhìn hơn đỡ mất công. Nhưng mà vào đây chúng ta cũng có thể thấy được là ở cái phần line spacing và line spacing này, và chúng ta có thể chọn cái chữ tùy thích ở đây, thì như chúng ta không cần kích vào đây, và chúng ta từ đây chúng ta có thể chọn cái line spacing option này. Đấy thì chúng ta có khi đấy nó sẽ tích chuột luôn vào đây, và ta chọn khoảng cách dòng thôi. Đấy, tiếp tục là cái thẻ thẻ shading này. Đấy, cái thẻ shading này thì ta có thể chọn màu màu của cái nền. Đấy, nên là màu nền, màu của toàn bộ nền văn bản. Mà khi mà chúng ta chọn đến đâu thì màu nền nó lên đấy. Ví dụ đây tôi thấy khi mà chúng ta di chuột từ đây đến đây thì nền nó sẽ là nền màu đỏ. Đấy, hoặc là chúng ta chỉ có từ đoạn này thôi thì nền nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, các bạn có thể thấy. Tiếp tục là cái thẻ bottom border này. Đấy thì đây là cái định dạng này ấy, là định dạng mà bo viền của văn bản. Một là tôi chọn button bo viền của văn bản đã chọn nhé. Đấy, đây là button, đây là chỉ có gạch dưới này, chỉ có gạch trên này. Đấy, bây giờ tôi bỏ cái gạch 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 dưới đi thì nó mất gạch dưới này. Đấy, tôi gạch left này, bỏ gạch trên đi, các bạn thấy này, gạch right, bỏ gạch trên đi này, gạch right này, các bạn thấy đấy. Và nếu mà chúng ta muốn bo khung ấy, bo khung thì chúng ta chọn xuống cái chế độ là
outline border này đấy, thì nó sẽ chọn khung cho cái đoạn văn bản của bạn. Hoặc là ta có thể chọn cái chế độ là on này cũng được, nhưng mà cái này ấy, thì nó sẽ có tác dụng ở cái phần cột của văn bản ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau đấy. Thì thường thường là vào phần cột là mình sẽ thấy hữu ích của cái chức năng on border và cái inside border này đấy. Còn ở đoạn văn bản bình thường thì ta sẽ quan tâm đến 4 1 2 3 4 này, 5 này đấy, 5 cái chức năng này. Và nếu mà chúng ta muốn bỏ toàn bộ đi thì ta nhấn no border đấy là được. Tiếp tục là đến cái thẻ bullet này ấy, thì chính là nó là tạo cho ta một cái định dạng đầu dòng ấy, nó có cái bullet này. Ví dụ ta chọn này vào thì nhìn nó đẹp hơn, ví dụ thế. Tùy ta chọn theo kiểu nào chẳng hạn thì nó sẽ ra kiểu đấy. Ví dụ ta chọn như này, ví dụ như đầu dòng ta đầu với cái ví dụ như này, tôi xuống dòng đấy, xuống dòng đấy chẳng hạn đấy, thì nó sẽ ra cái bullet này thì nhìn nó đẹp hơn, ví dụ thế. Ta đấy đấy đấy, thì cái này cũng hay, cái này cũng hay, các bạn nên tham khảo. Ví dụ đầu dòng này ta cho như này thì nhìn nó đẹp hơn, đẹp mắt hơn, ví dụ về cách căn chỉnh hoặc là đấy, thế là tùy ta. Còn nếu bình thường người ta đánh cái dấu kia thì nó không được đẹp bằng cái bullet này, đấy là chế độ của cái bullet này đấy, các bạn có thể tham khảo có các cái hình ấy. Hoặc là nếu mà các bạn muốn thay đổi cái kiểu của cái list mà mình mặc định ấy, thì ví dụ đây là dòng 1, tôi đã chọn kiểu này đấy, dòng 2, dòng 3 này, dòng 2, dòng 3 tôi chọn nó thụt vào đây, thụt vào các bạn nhìn này, tôi chọn nó thụt vào đấy đấy, thì là ví dụ như là cái dòng này là dòng chính chẳng hạn, ví dụ tiêu đề này dòng chính là nó ở bên ngoài này. Và hai cái dòng này là hai dòng phụ chẳng hạn, thì tôi muốn nó thụt vào trong thì ta sẽ chọn cái chế độ đấy, thì là nhìn nó sẽ có thành cái cây thư mục ấy đấy, thì nhìn nó cũng khá là đẹp đấy. Tương tự như cái bullet này thì sang bên này thì chúng ta sẽ chọn đây, chính là ở cái chế độ numbering đấy. Numbering thì là chọn số đây đấy, chọn số thì ta có thể đấy chọn các kiểu đây, nó có kiểu một là chữ chấm này, hai là chữ gạch này, ba là chữ la mã này, bốn là chữ hoa này đấy, đây có các kiểu đây, hoặc là i1 i2 đấy, thì các bạn có thể chọn tùy, hoặc là chọn tùy thích cái nào cũng được. Ví dụ đây tôi chọn i1 i2 đi đấy, chẳng hạn như thế. Tôi chọn kiểu này cho nó đẹp, này sẽ đẹp chẳng hạn. Ví dụ thế. Tiếp khi mà các bạn mà muốn chọn channel list thì đấy, ta cũng có thể chọn như ở bên kia, ví dụ như là chọn một rồi bên này, một trong một lại có, ví dụ như là trong một lại có 1 2 3 4 5. Chào các bạn này, chào các bạn tiếp này đấy, ví dụ thế. Thì ta chọn cái chế độ này vào cái chế độ, ví dụ như đây level channel level list ấy, thì chọn cái chỗ này đấy, thì cái này nó lại là con của cái này, thì nó cũng tạo thành một cái cây. Thì nhìn khi mà các bạn trình bày văn bản ấy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tiếp tục là cái mục current list này đấy, thì đây cái này ấy, thì là nó thường thường nó là sự kết hợp của hai cái này đấy, thì nó hiển thị lại đấy cho ta nhìn thấy. Ví dụ bây giờ ta này đoạn này từ nãy giờ thao tác ở đoạn này, bây giờ ta chọn chế độ này chẳng hạn đấy, hoặc là ta chọn sang một chế độ đồ này độ khác, thì là nó sẽ tự động thay đổi khác cái chế độ mà lúc nãy mình đã ví dụ như là cấp này là cấp số 1 này,
cấp này là cấp con của cấp này và cấp này là cấp con này, cấp này bằng nhau này đấy. Thì các bạn có thể thấy được cái chức năng của ba cái multi lead này và cái number ring này và cái bullet này nhé. Đấy là tôi đã giới thiệu cho các bạn ba cái này. Thì cái này chúng ta dùng thao tác trên trên cái thẻ paragraph này là nó tiện hơn đấy. Tiếp tục là đến cái thẻ in này thì nó chính là cái mà căn đẩy đẩy vào lề phải. Ví dụ đây tôi kích vào đây, kích vào đây nó căn rồi đấy. Bây giờ tôi đánh một đoạn văn bản khác này. Tôi clear cái định dạng vì cái kia nó đã có định dạng sẵn rồi, cho nên là khi mà chúng ta làm đấy, đây tôi kia clear định dạng đi nhá, và tôi chọn vào đây. Đấy thì đây là nó sẽ đẩy đẩy văn bản vào. Vừa nãy là gì, lùi sang phải thì nó không có. Bây giờ ví dụ tôi chọn cái độ là right đi. Đấy right thì mình nhấn lùi tiến về bên này cũng không được này. Cứ xóa này kỹ ra này, chọn cái độ right, ví dụ đây. Đấy, bây giờ tôi bôi đen là tôi tiến đi. Tiến sang phải. Nó không tiến. Đây tiến trái. Ví dụ tôi left này, tiến trái này. Thì nó sẽ đẩy cái tab tab bên trái. Nhưng sao tab bên phải nó không được thì thôi, chúng ta bỏ qua cái này đi. Tiếp tục. Cái này thực tế nó không cần thiết lắm. Không cần thiết lắm, nhưng mà cái tab trái này thường thường người ta lùi trái thì là hay lùi hơn. Đấy. Và cách đấy là cách mà dùng trên trên cái thanh công cụ này đấy. Thì ta cũng có thể một như thế, hoặc là ta có thể căn chỉnh như này, kéo lề văn bản thì ta gửi vào đây, di chuột vào đây, kéo như này cũng được đấy, kéo hai lần đấy, thì nó cũng căn về là như thế. Hoặc là ta căn lề cả một đoạn văn bản như này, cả một trang giấy, tất cả toàn bộ ấy, thì ta có thể di chuột vào đây, kéo lề này, kéo lề lề trái này, lề đây lề phải này, ta thu gọn lề trái này đấy. Và ta thu gọn lề trên này, thu gọn lề dưới này. Đấy thì tự khắc là cái văn bản của ta đây, để tôi cho các bạn thấy, tôi vui này cho các bạn thấy đấy. Đấy thì là cái văn bản của ta tự động nó sẽ thu gọn nhỏ lại như này, mà nó sẽ không to như này. Đấy mặc định thì là sẽ trang giấy sẽ là theo cái mặc định ban đầu ấy. Đấy đấy các bạn có thể thấy được. Tiếp tục là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là căn lề rồi nhá. Căn lề đây là căn lề dùng chuột rồi, và ta có thể vào thẳng cái thẻ phông paragraph này. Đấy, thẻ phông paragraph này để chúng ta căn lề. Căn lề thì đây chúng ta sang này, đây là left này, left này, right là không, là left này. Ví dụ tôi chọn 5 chẳng hạn. Đấy các bạn nhìn thấy nó sẽ thụt vào tận rất là nhiều. Đấy, chọn đi. Đấy. Nếu mà bạn nào mà không quen cái này thì ta có thể dùng mặc định là dùng ở trên cái thanh công cụ này thì nó tiện hơn. Đấy, tiện hơn. Tiếp bây giờ là ta sẽ định dạng khổ in, định dạng khổ in, khổ in của cái trang này. Đấy khổ in thì ta phải trang cái thẻ page layout này. Đấy khổ in bây giờ chọn cái nó sẽ có ở cái thẻ page setup này, page setup, page setup cũng như là cài đặt cái trang. Đấy một là margin, margin thì là chúng ta có thể chọn custom margin này, chọn là đấy, nó có các chế độ là nomen này, thường thường thì để nomen này,
Naro này, Moret này, White này và Mirror đấy, nó có các chế độ như thế. Ví dụ ta chọn vào cái chế độ White này xem, đấy thì nó tự thu nhỏ lại đấy. Hoặc là ta chọn chế độ Narrow này thì nó sẽ rộng hơn. Hoặc là ta để chế độ Mirror này, để xem là nó bị lỗi chế độ Norman. Đấy, Norman là chế độ bình thường nhất mà căn chỉnh văn bản là thường để chế độ Norman. Còn một số cái kiểu đặc biệt thì ta có thể khác so với những kiểu ở đây, thì ta có thể chọn custom margin để ta chọn. Đây là top, đây là margin này, là lề là trang. Top đây là khoảng cách từ đoạn văn bản cách lề trên. Đấy, bottom là cách lề dưới đây, lề trên đây, lề dưới thì ở bên dưới. Left là cách lề trái, right là cách lề phải. Đấy, ở đây tôi nói luôn là nó có đang, mình đang ở chế độ là khổ giấy dọc. Khổ giấy dọc thì nó là photo này, còn khổ giấy ngang nó sẽ là landscape này. Đấy, tôi end ok cái thì nó sẽ chuyển thành khổ giấy ngang. Đấy, và bình thường thì để khổ landscape thì cái này, cái landscape với lại cái photo thì mình chọn ở cái chỗ original này. Đấy, photo và landscape này thì nhanh hơn, tiện hơn. Nhưng mà vừa nói ở kia thì tôi thấy thì tôi nói luôn. Đấy, đấy là và multi pay thì bây giờ tôi chọn chỗ 2 pay per sheet thì đấy. Thì nó sẽ là thành chia đôi của cái khổ A4 nó thành khổ A5. Đấy. Đấy. Và chúng ta thử những chế độ in xem nó thấy thì nó sẽ in từng trang một như thế. Đấy. Tiếp tục, đấy là chúng ta muốn chia đôi thành hai cái đoạn văn bản này. Custom margin tiếp này. Đấy, nó chọn đây là 2 page trong một sheet này. Đấy, chọn Norman, thường thì để Norman, nếu mà chúng ta in bình thường thì để Norman. Tiếp tục là custom margin này tôi giới thiệu luôn. Đấy, sang bên page này. Sang pay này thì đây là chọn pay size, là thường ở Việt Nam mình ấy mặc định là khổ A4, còn ở bên nước ngoài thì người ta để khổ letter này. Đấy, letter đây. Đấy, letter đây thì nó khác hơn so với khổ A4 một chút, nhưng mà ở Việt Nam mình mặc định là để khổ A4. Nước ngoài thì đôi khi chúng ta thấy các cái tài liệu bên nước ngoài gửi về ấy, thì nó sẽ trang nó sẽ rộng hơn, nó sẽ thành hình A5 đấy. Và khi mà các bạn ở cái Word này ấy, thì ta có thể chọn tối đa kích thước là A3 đây đấy, và nhỏ hơn A4 là A5 đấy, là bằng nửa của A5, còn A4 là bằng nửa của A3, thì A3 ở đây là to nhất. Còn nếu mà in ở ngoài thì nó sẽ có khổ A0 là to nhất đấy. Khổ A0 thì là phải dùng các phần mềm đấy. Còn trong Word của mình không đến khổ A0 được, mà chỉ đến khổ A3 được thôi. Đấy. Tiếp tục ở cái thẻ Pay Setup này ấy, thì nó sẽ có một cái hôm nay phần định dạng ấy thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn đến đây thôi, và hôm buổi sau ấy là tôi sẽ hướng dẫn thêm các bạn ở phần căn chỉnh cột và dòng, và các phần 2 là tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cột và bảng. Cột và bảng thì chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu thêm ở những cái phần của Pay Setup này. Đấy, thì hôm nay là cũng hướng dẫn các bạn khá kỹ về cái phần định dạng văn bản rồi, thì sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh của Khương Nguyễn TV. Hy vọng là cái bài hướng dẫn này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào các bạn.